bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam Bến Tre, giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản sau dịch Quảng Ngãi, lâm tặc ngang nhiên đốn hạ hàng chục cây cổ thụ trong rừng phòng hộ Quảng Ninh, chủ động bảo vệ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão Quảng Ngãi, cá vịt chết bất thường trên sông Hầm Giang do doanh nghiệp xả thải. Bến Tre, giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản sau dịch. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát tỉnh Bến Tre gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản của nông dân do đầu ra hạn chế, vận chuyển khó khăn. Để giúp nông dân tiêu thụ nông sản, cần có sự kết nối đồng bộ của các ngành, các cấp từ tỉnh đến huyện, xã và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp. Theo thống kê, từ ngày 20 tháng 7 đến nay, sản lượng tiêu thụ trái cây các loại khoảng 4.433 tấn, rau ăn lá các loại 262 tấn, rau lấy quả các loại 218 tấn, rau lấy củ các loại khoảng 425 tấn, dưa hấu tiêu thụ 1.570 tấn. Tiêu thụ các sản phẩm thịt, chứng thông qua các thương lái phân phối sản phẩm chăn nuôi tại các chợ, siêu thị khá ổn định. Hiện nay, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu sản phẩm cá tra khó khăn trong xuất khẩu do tình hình dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh yêu cầu cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại để hỗ trợ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh tiếp cận và kết nối tiêu thụ tốt với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp, chợ, điểm bán nông sản trong và ngoài nước. Đặc biệt, chào bán sản phẩm nông sản trên các sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số online như Tiki, Sendo, Shopee, Voso, Toma, Alibaba. Mặt khác, tỉnh hỗ trợ mở rộng các kênh thông tin thị trường nông sản, kết nối với các nhà máy chế biến nông sản ngoài tỉnh để hỗ trợ thu mua, chế biến nông sản tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua và chế biến các loại quả tươi thành sản phẩm quả sấy khô, sấy dẻo, đồng gói với giá trị gia tăng cao. Đối với thị trường xuất khẩu, chủ động nắm bắt thông tin, tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và các ngành có liên quan trong hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ tiêu thụ, tăng cường cung ứng, tìm kiếm và mở rộng các thị trường xuất khẩu tiềm năng. Quảng Ngãi, Lâm Tặc ngang nhiên đốn hạ hàng chục cây cổ thụ trong rừng phòng hộ. Hàng chục cây dầu rái cổ thụ trong rừng phòng hộ tại lô 13, khoảnh 13 tiểu khu 319 ở xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị đốn hạ một cách không thương tiếc. Nhiều cây còn nằm ngổn ngang giữa rừng. Điều đáng nói, vị trí khai thác gỗ trái phép chỉ cách cục kiểm lâm địa bàn liên xã Trừng 2,5 km. Ông Nguyễn Đại, phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng kiểm lâm thị xã Đức Phổ phối hợp với các ngành chức năng của ủy ban nhân dân xã Phổ Phong tuần tra, truy quét và phát hiện, lập biên bản việc mở đường chặt phá rừng tại khu vực này. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thống kê có 40 cây dầu rái bị chặt hạ, cắt khúc, 42 khúc, khối lượng 2.044 mét khối. Do vị trí mở đường, khai thác gõ trái phép là khu vực giáp danh với rừng trồng sản xuất. Chủ rừng khai thác gỗ keo nên các đối tượng đã dễ dàng mở đường vào rừng và địa phương nhiều lần giãn cách theo chỉ thị 16 nên các đối tượng đã lợi dụng thời điểm này để lén vào chặt phá. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện tại sở đã có chỉ đạo hoạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ thường xuyên tuần tra, kiểm tra và yêu cầu các chủ rừng keo giáp danh với rừng phòng hộ phải có trách nhiệm báo ngay với kiểm lâm nếu có phát hiện về việc chặt phá rừng, tiếp tục xác minh tìm đối tượng chặt phá rừng để xử lý, trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đối với tăng vật là gỗ tròn, cây dầu rái, lực lượng chức năng đã thuê xe để vận chuyển về ủy ban nhân dân xã Phổ Phong nhưng do đường khó đi, đến nay các cây bị hạ vẫn còn nằm trong rừng. Quảng Ninh chủ động bảo vệ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão. Quảng Ninh với diện tích nuôi tôm trên 5.700 hecta tập trung chủ yếu tại các địa phương Tiên Yên, Móng Cái, Quảng Yên, Đầm Hà, Vân Đồn. Theo số liệu thống kê, sản lượng thu hoạch tôm 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt 5.470 tấn, chiếm 16,6% tổng sản lượng thủy sản nuôi. Dù có giá trị kinh tế cao, nhưng tôm là loại thủy sản rất nhạy cảm với thời tiết. Vào mùa mưa, bão độ pH và độ mặn trong nước giảm khiến các loại vi khuẩn, nhất là các loại gây bệnh đốm trắng, chân đảo phát triển mạnh làm tăng nguy cơ tôm chết hàng loạt. Để đảm bảo các điều kiện nuôi ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, thời gian qua ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã khuyến khích các hộ nuôi trồng trên địa bàn đẩy mạnh áp dụng công nghệ và chủ động các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Thời gian qua, các mô hình nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP, nuôi trong nhà kính, nuôi công nghệ lóc nuôi đa giai đoạn đang được áp dụng rộng rãi. Ngoài ra, nhiều cơ sở đã áp dụng nuôi tôm trong nhà màng, nhà kính hiệu quả cao, nuôi được trong thời tiết nhiệt độ thấp, mưa nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh đó, diện tích nuôi tôm theo hướng thâm canh và bán thâm canh vẫn là chủ yếu. Do vậy, để chủ động ứng phó với tác động trong mùa mưa bão, ngành nông nghiệp tỉnh đã khuyến cáo các hộ nuôi tôm trong toàn tỉnh một số biện pháp quan trọng, cụ thể là cần tăng cường gia cố, tu sửa bờ ao, công lấy nước để hạn chế hư hỏng, sạt lở do mưa lũ làm thất thoát sản phẩm, nhất là khu vực nuôi tôm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ biển đổ vào, thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết để có biện pháp thu hoạch trước khi lũ lụt xảy ra. Cùng với đó, người nuôi phải có kế hoạch điều tiết nước để hạn chế hiện tượng giảm độ mặn đột ngột trong ao nuôi tôm, có các biện pháp phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng cho tôm bằng cách bổ sung vitamin C, khoáng vi lượng, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn của tôm định kỳ 10 đến 15 ngày trên đợt, mỗi đợt từ 5 7 ngày. Quảng Ngãi, cá, vịt chết bất thường trên sông Hầm Giang do doanh nghiệp xả thải. Nhiều ngày qua, trên sông Hầm Giang, đoạn qua hai xã Tịnh Thiện và Tịnh Hòa, xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Nguyên nhân được xác định do nguồn nước bị ô nhiễm do các doanh nghiệp trong CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây, khu công nghiệp Tịnh Phong lợi dụng mưa lớn xả thải, điều khiến người dân hoang mang, lo lắng là vịt do ăn phải cá chết cũng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho nhiều hộ chăn nuôi vịt mưu sinh trên sông. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, đã có 800 con vịt trong tổng số 1.500 con vịt nuôi của người dân bị chết bất thường. Ngày 24 tháng 9, ông Nguyễn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã có báo cáo về tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các sông thuộc địa bàn các xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi. Theo đó, trên cơ sở thông tin phản ánh, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an thành phố khảo sát thực tế tại các khu vực đoạn kênh chìm Sơn Tịnh, gồm khu vực cầu Phong Liên hai xã Tịnh Phong, khu vực mương thoát nước thải của khu công nghiệp Tịnh Phong, khu vực sông Đại Thủy xã Tịnh cho nhận thấy nước sông có hiện tượng màu đen, nổi váng và bốc mùi hôi thối cá ngoi đầu. Từ những kết quả khảo sát, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi nhận định nguồn xả nước thải gây ô nhiễm nước sông từ CCN là người Tịnh Ấn Tây, khu công nghiệp Tịnh Phong, lợi dụng thời điểm bão số 5, các cơ sở tại các khu cụm công nghiệp đã lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nên chưa xác định được cụ thể đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào xả thải vào nguồn nước sông. bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam